Sau Quế Ngọc Hải, Tấn Trường dính nghi án bán độ. Thái Lan bị tước quyền thi đấu vòng chung kết U23 châu Á. Xin chào các bạn thính giả thân mến của kênh Người Nổi Tiếng. Mời các bạn cùng lắng nghe những tin tức mới nhất về tình hình bóng đá Việt Nam ngày 6 tháng 5 năm 2019. Thầy Park chốt cầu thủ Việt Kiều lên tuyển Việt Nam. Thái Lan đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á. Tấn Trường gửi tâm thư khi bị tố bán độ ở trận đấu gặp Hà Nội. Quế Ngọc Hải trở lại khiến cho huấn luyện viên khó xử. Và tin tức cuối cùng, sau vụ đấm Đình Trọng, Thái Lan tiếp tục lách luật. Mời các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Báo châu Á: bỏ qua Philip Nguyễn, thầy Park chỉ gặp gỡ một sao Việt Kiều. Theo kế hoạch ban đầu, trong chuyến đi công tác tại châu Âu, vị thuyền trưởng 60 tuổi sẽ dành tâm sức cho hai cái tên là Alexander Đặng tại Na Uy và thủ môn Philip Nguyễn đang thi đấu tại Slovan Liberec, Cộng hòa Séc. Đây là hai cầu thủ đầu tiên lên tiếng khao khát được khoác áo của đội tuyển Việt Nam sau ASEAN Cup năm 2019. Bên cạnh đó, họ cũng chính là những cái tên có chuyên môn đáng chú ý nhất đang tập luyện và thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, đã có những thay đổi quan trọng. Trang Fox Sports ASEAN đã đưa tin về điều bất ngờ. Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup năm 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã sang châu Âu để thị sát tài năng của các cầu thủ Việt Kiều có chất lượng. Tuy nhiên, chuyến đi của ông bất ngờ rút ngắn lại và ông chỉ đến xem và gặp gỡ một cái tên duy nhất. Theo thông tin mới nhất từ Dinh, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chỉ đến Na Uy và gặp Alexander Đặng. Điều đó có nghĩa ông sẽ không đến Pháp và Cộng hòa Séc như dự tính. Như vậy, Philip Nguyễn và Jackson Quang Vinh Pendon không có dịp được thầy Park soi và nhiều khả năng sẽ chưa thể góp mặt cùng với đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Được biết, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đến xem Alexander Đặng tập luyện cùng với các đồng đội vào ngày 4 tháng 5. Sau đó một ngày, ông dự khán trận đấu của Nesoja gặp Sandefjord tại giải hạng nhất Na Uy. Ngày 6 tháng 5, ông sẽ gặp gỡ gia đình và người đại diện của Alexander trước khi trở về Việt Nam một ngày sau đó. Cầu thủ Alexander Đặng sinh năm 1990 chưa từng được gọi lên tuyển quốc gia Na Uy. Anh mang trong mình dòng máu Việt từ người bố Đặng Hiếu Duy và hiện tại đang khoác áo cho câu lạc bộ Nesoja ở giải hạng nhất Na Uy. Chân sút gốc Việt là cầu thủ rất quan trọng trong đội bóng khi đã vinh dự được khoác áo số 10. Ngoài ra, bản năng sát thủ của Alexander Đặng cũng rất đáng nể khi đã ghi được 21 bàn trên 25 trận với 2.170 phút trên sân. Hiệu suất 103 phút một bàn ở mùa giải năm 2018. Alexander Đặng đã có 14 pha lập công sau 29 trận ra sân ở giải OBOS League năm 2018. Theo Tempo Sport Group thì chân sút này đã ghi được 38 bàn sau 61 trận đấu trong màu áo của Nesoja. Tiền đạo Việt Kiều này là cầu thủ có giá trị nhất của câu lạc bộ, khi được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá là 300.000 euro. Tiền đạo này có trị giá tương đương với cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Việt Nam là thủ môn Đặng Văn Lâm. Thái Lan sắp bị tước quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Trang xem Sport hôm nay đã đưa tin cực sốc, cho biết Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 8 đến ngày 26 tháng 1 năm 2020 tại Thái Lan. Nguyên nhân chính là nước chủ nhà chậm chạp trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại các sân vận động đăng cai. Sau khi kiểm tra các sân vận động Chiang Mai, Tham Samat University, Songkla, Ramagala thì ông Jin Ho-jun đã khẳng định tất cả các sân vận động đều không đạt chuẩn của AFC. Đây là vòng kiểm tra thứ hai và mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy Thái Lan sẵn sàng cho việc đăng cai vòng chung kết U23 châu Á. Ông Jin Ho-jun đã xác nhận những sân vận động đăng cai phải đạt chuẩn cao nhất của AFC. Vào cuối tháng 10, nếu Thái Lan không kịp hoàn tất mọi tiến độ chuẩn bị, AFC sẽ bị tước quyền đăng cai của nước chủ nhà và chuyển cho một quốc gia khác. Dù là nước chủ nhà, nhưng Thái Lan vẫn tham dự vòng loại bảng K tại Việt Nam nhằm cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, U23 Thái Lan đã nhận thất bại mối mặt trước U23 Việt Nam của phù thủy Park Hang-seo với tỷ số là 0-4.
Thảm bại tủi hổ này đã khiến cho U23 Thái Lan bị truyền thông và người hâm mộ bóng đá nước này chỉ trích một cách dữ dội. Như vậy, nếu Thái Lan bị tước quyền đăng cai, nhiều khả năng họ sẽ mất luôn suất thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Bị tố bán độ, Bùi Tấn Trường gửi tâm thư đầy ấm ức tới cổ động viên. Trên sân nhà Gò Đậu, câu lạc bộ Bình Dương đã vừa giành được kết quả hòa trước Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 8 V-League diễn ra vào chiều qua, ngày 5 tháng 5 năm 2019. Pha lao ra đấm bóng của thủ môn Bùi Tấn Trường ở phút bù giờ cuối cùng đã tạo điều kiện để cho Nguyễn Thành Trung của đội khách san bằng tỷ số là 2-2. Tấn Trường lúc này đã trở thành nạn nhân của cổ động viên. Anh đã bị nhục mạ là bán độ khi ra cảm ơn người hâm mộ trên đường trở vào phòng thay đồ. Thủ môn sinh năm 1986 thậm chí đã mất đi bình tĩnh và còn định nán lại đôi co với người hâm mộ. Nhưng rất may là đã được ban huấn luyện viên khuyên bảo kịp thời. Trở về nhà thì Tấn Trường đã viết tâm thư lên mạng xã hội để gửi đến người hâm mộ. Nếu các bạn là fan hâm mộ bóng đá, các bạn phải biết xem đá bóng là như thế nào. Các bạn có thấy anh em cầu thủ bọn tôi thi đấu hay không? Người thì phải nhập viện, người thì chấn thương, nhưng vẫn cố thi đấu vì câu lạc bộ. Các bạn có nhìn thấy điều đó hay không? Hay là các bạn chỉ mong chờ vào một lỗi của ai đó rồi các bạn đổ vào đầu họ, rồi chửi họ không ra từ gì? Thật sự, tôi đã bức xúc từ rất lâu, nhưng giờ tôi không thể kiềm chế được nữa, buộc phải nói. Tấn Trường viết, giới chuyên môn cũng lên tiếng cho rằng lỗi ở tình huống đó không hoàn toàn là thuộc về Tấn Trường. Theo huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương, đó là tình huống mà cả hậu vệ lẫn thủ môn đều không thông tin liên lạc tốt dẫn đến bàn thua. Cầu thủ Quế Ngọc Khải trở lại khiến huấn luyện viên Viettel khó xử trước trận gặp Sông Lam Nghệ An. V-League năm 2019 đã trôi qua 7 vòng đấu, nhưng Quế Ngọc Khải mới ra sân 2 lần cho tân binh giải đấu. 5 trận còn lại, trung vệ của thủ quân Việt Nam đã vắng 4 trận vì án treo giò. Vòng 8 V-League sắp tới, trung vệ người Nghệ An sẽ tái xuất sau án treo giò, khiến cho huấn luyện viên Lee Heung-shin đã gặp khó khăn trong việc tính toán nhân sự. Điều này được ông chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận. 4 trận đấu liên tục không được thi đấu khiến cho phong độ của Quế Ngọc Hải chắc chắn là không đạt 100%. Đặc biệt, trong thời gian đó, chúng tôi lại dần xây dựng được đội hình ổn định và các cầu thủ cũng thi đấu tốt dần lên. Bởi vậy, khi Hải trở lại, khiến cho tôi băn khoăn trong việc sử dụng cậu ấy. Mặc dù là khó xử trong việc sử dụng Ngọc Hải, nhưng nhiều khả năng ông thầy người Hàn Quốc vẫn sẽ trao cơ hội ra sân ngay từ đầu cho trung vệ này khi tái ngộ với đội bóng cũ Sông Lam Nghệ An. Đức Chiến bị treo giò là điều đáng tiếc với Viettel. Trong tay tôi còn có Trương Văn Thiết cũng là trung vệ giỏi. Quế Ngọc Hải tất nhiên cũng là sự lựa chọn tốt. Hai cầu thủ này đều có thể đá cặp cùng với Bùi Tiến Dũng. Ông Lee chia sẻ thêm. Ngoài ra thì huấn luyện viên Lee Heung-shin cũng không ngần ngại lên tiếng bảo vệ Quế Ngọc Hải. Tôi chưa biết về Hải khi mới đến đây, nhưng qua làm việc và nói chuyện, tôi không nghĩ là pha vào bóng với Văn Kiên mà khiến cậu ta bị thẻ đỏ là ác ý. Trên sân bóng, cầu thủ nào cũng muốn cố gắng tối đa vì màu cờ sắc áo. Dẫu sao, tôi vẫn nhắc nhở các học trò, là một cầu thủ bóng đá thì phải biết giữ an toàn cho đồng nghiệp, kể cả khao khát chiến thắng đến mấy. Khép lại buổi họp báo, huấn luyện viên Lee Heung-shin đã đưa ra quyết tâm. Chúng tôi sẽ phòng ngự chặt, tấn công tích cực và chơi áp sát để hướng đến chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An. Vào lúc 19 giờ ngày 5 tháng 5, câu lạc bộ Viettel đã đá với Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy, vòng 8 V-League năm 2019. Sau vụ cầu thủ đấm Đình Trọng, Thái Lan lại định lách luật cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Sirisak vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan ở King Cup năm 2019, nhưng tại vòng loại World Cup năm 2022, ông khó có thể làm việc do không đáp ứng được yêu cầu về bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp. Báo chí Thái Lan thấu hiểu điều này. Tờ SMM Sport cho rằng FAT có thể đăng ký giám đốc kỹ thuật Lau Hakun vào chức danh huấn luyện viên trưởng vì ông đã có đầy đủ bằng cấp từ AFC cho đến FIFA. Nhưng thực tế thì ông Sirisak vẫn là người giữ vai trò quyết định trong ban huấn luyện. Phía FAT đã nhận được đề đạt này
nhưng cho rằng phương án trên không mang tính khả thi. Nếu bị FIFA phát hiện, đội tuyển Thái Lan có thể bị phạt rất nặng. Trong đó, có thể bị cấm tham dự các giải quốc tế như là vòng loại World Cup. Trước đó, thì Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã tính đến phương án giúp cho Supachai Zaider, cầu thủ nhận thẻ đỏ ở trận đấu U23 Thái Lan thua 0-4 trước U23 Việt Nam, ra sân ngay trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, nhưng bất thành. Theo tờ Same Sport của Thái Lan, FAT đã gửi thông tin và đề nghị phía Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xem xét trường hợp của Supachai Zaider. FAT muốn án cấm thi đấu 2 trận của Supachai được áp dụng ở King Cup hoặc là vòng loại World Cup năm 2022 diễn ra trong năm 2019. Tuy nhiên, phía AFC đã khẳng định điều đó là không thể. Người phát ngôn của FAT cho biết, ngay sau khi Supachai Zaider nhận thẻ đỏ, chúng tôi đã liên lạc với AFC về vấn đề này, nhưng câu trả lời của họ là không thể áp dụng án cấm kiểu đó. King Cup là giải đấu giao hữu công thủ quản lý của AFC và FIFA. Vòng loại World Cup năm 2022 thì khác, nhưng những điều kiện của Supachai không được khoác áo của đội tuyển U23 Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6, Thái Lan sẽ tổ chức King Cup năm 2019 với sự tham dự của Việt Nam, Curacao và Ấn Độ.